Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình đang có mặt tại triển lãm EXPA 2019. Đây là triển lãm mô tô lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới hiện giờ. Và điểm đến đầu tiên của mình hôm nay là hãng Triumph. Bây giờ chúng ta hãy tham quan một vòng gian hàng của Triumph và để xem coi họ có những sản phẩm gì mới không nha. Đây, bước vào. Điều đầu tiên thấy là một chiếc xe rất là hoành tráng. Chiếc xe khá to, Rocket 3R, 3R đó, 3R. Chiếc xe kinh khủng. Đây là cỗ máy kinh khủng nhất của Triumph đến hiện giờ. Thấy không? Máy rất to. Tiếp theo mình sẽ qua bản Bonavin T1200. Bản này thì nổi tiếng rồi các bạn. Bán lâu ở thị trường các nước trên thế giới. Thì năm nay họ chỉ có thay đổi về màu sắc một xíu thôi. Chúng ta sẽ tham quan một vòng trước, sau đó mình sẽ nói về cái sản phẩm chủ đạo của năm nay của Triumph nha các bạn. Chiếc Speed Twin quá đẹp các bạn, màu mới, màu đỏ. Xe này dáng cổ điển nhưng mà họ làm theo những cái điểm nhấn nhá cho chiếc xe nhìn nó mạnh mẽ hơn, nhìn rất là thời trang, mạnh mẽ và cá tính. Đây tương tự như vậy, họ có cái màu đen. Những bạn thanh niên thì chắc cũng không thể nào không biết chiếc Thurston của Triumph. Đây là một dòng cà phê Ray rất là đẹp. Okay, chúng ta bắt đầu tham quan những dòng xe khác. Rất cào cào, rất cá tính các bạn. Họ mang nguyên cái xe là đi địa hình vậy luôn, thậm chí họ chưa rửa nữa để bụi bặm vậy luôn. Lên trên sân khấu cho mình biết là chiếc xe Triumph này nó có là chiếc xe địa hình. Ok, Tiger Sport. Đây là dòng Sport Touring. To, vất vả. Hãy qua con góc thế. Xe này 1050 ha, 1050cc Tiger Sport. Đây còn đồng hồ. Tương tự đối với vòng Tiger 1200. Đây cũng tương tự, đây cũng là một dòng Tiger 1200, giờ là màu đen. Tương tự như vậy, đây là màu xanh lá, màu xanh lá nhưng nó màu nhám xíu, xanh nhám. Phong cách rất là lính, phong cách lính.
Tiger 2 màu trắng. Tóm lại đây là nguyên cái khu vực dành cho Tiger. Triumph Tiger là dòng touring rất là nổi tiếng của Triumph. Nó ra nó cạnh tranh chung với GS, GSA của BMW hoặc là KTM Adventure. Đây, hình ảnh nổi bật của hôm nay là chiếc này, Bumper TFC, quá đẹp các bạn. Đây là một chiếc xe độ, thứ nhất là của Orlin, thắng Rambo. Cái máy thì ngàn hai thì các bạn đã biết rồi. Sử dụng bô around trên bình xăng thì nhấn nhá một cái cờ Anh, quá đẹp không các bạn, quá đẹp cho một con xe. Chiếc sport bike rất hiếm hoi của nhà Triumph bữa nay cũng xuất hiện, sử dụng bô around, bạn nhìn bô Orlin thắng Rambo. Toàn thân chiếc xe được làm bằng carbon. Sport bike của nhà Triumph này. Thì Triumph nổi tiếng với những dòng classic hơn. Ok, quay lại những cái gì nổi tiếng của năm nay. T100 mới. Thật sự ra nó cũng không có gì mới lạ. Động cơ thì vẫn như thế, kiểu khác là cái màu sơn. Năm nay họ sơn cho họ chiếc xe này màu đỏ. Nhiều cái điểm nhấn nhá khác, nó hơi gọi là khá tính. Là cái tay, bạn nhìn thấy không, tay nắm màu trắng luôn. Đây cũng tương tự như vậy, chiếc này là 900, còn chiếc này là chiếc 1200, thì cái màu đỏ của bình xăng nó ngược lên, cái màu trắng thì nó nằm ở dưới lại. Và custom mới, custom mới vừa ra, bình xăng rất là cá tính. Tiếp tục qua những dòng snack bike của Triumph. Street Twin RS, những phiên bản cao cấp nhất của dòng Street Twin. Đây là dòng xe được mệnh danh là chạy nhanh nhất Triumph. Về những chiếc snack thì bạn biết đây là chiếc động cơ ba máy chạy nhanh nhất hiện giờ. Chúng ta bắt đầu qua xem coi thật ra là tại sao nó lại chạy nhanh nhất. Thì ra cái khối động cơ này, khối động cơ này là họ bưng nguyên cái khối động cơ để chạy đua trong giải Moto 2 để áp vào những cái xe ba máy của Triumph, nên những cái xe ba máy của Triumph chạy rất là kinh khủng. Đây là cái cực máy của nó. Restricting neck bite.
Ok, mình sẽ tạm dừng cái livestream này ở đây để qua thương hiệu khác. Các bạn hãy đón xem nha. Chào các bạn.